Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital Ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước vào tuần mới rồi, ngày thứ hai thì hy vọng là các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần này đó thì giá cả cũng không có thay đổi nhiều các bạn, nhưng mà chúng ta đã nhận được nhiều cái thông tin lớn vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi. Và chúng ta cũng đã biết là ngày mai đó thì chứng khoán Hoa Kỳ mới mở cửa thì chúng ta hãy xem coi là ngày mai đó mở cửa sẽ ra sao các bạn và tuần này là một tuần mà rất là bận rộn tại vì chúng ta sẽ có cái thông báo lãi suất đến từ Fed chúng ta cũng sẽ có cái thông báo liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như là trong tuần này đây chúng ta sẽ có cái sự bắt đầu của Bitcoin và Ether ETF ở Hồng Kông và còn nhiều thông tin nổi bật khác nữa các bạn mà tôi muốn chia sẻ và rất nhiều những cái sự lo lắng bây giờ chúng ta nhận được một số thông tin là một số ví họ đã chặn không cho người Hoa Kỳ sử dụng nhưng mà thật hư ra sao Thùng cảm thấy là nhiều khi ra các bạn đọc những cái thông tin trên X trên Twitter thì nhiều khi đó họ chỉ thích chia sẻ những cái phần giật gân mà thôi chứ họ không có chia sẻ toàn bộ để các bạn hiểu rõ hơn, thôi sẽ chia sẻ trong video này với các bạn. Và đương nhiên hôm nay ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ cùng nhau để mà chung bình giá Kaudamo, xem coi là cao đó đó chúng ta đã đi xây tới đông rồi các bạn và hiện bây giờ đó đang có lãi là bao nhiêu. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì các bạn đã được là chứng khoán Hoa Kỳ nói về hợp đồng futures thì cũng đã bắt đầu rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ đó thì không thể nói nhiều. Xanh nhẹ một chút các bạn, k ba bây giờ đã là tăng 0.2%. Chúng ta nói tới chỉ số Dow futures S&P Futures và Nasdaq Futures Nhưng mà các bạn đã biết Cái này là cái chỉ số liên quan đến hợp đồng tương lai mà thôi Sáng mai ra mở cửa chúng ta mới biết là như thế nào Sáng mai có nghĩa là 6 giờ rưỡi sáng giờ Cali các bạn Hợp đồng của dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều Bây giờ mức là 83 đô 33 cent cho một thùng dầu Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó Thì cũng như vậy các bạn à, Bây giờ là dưới 2.350 đô Hiện bây giờ là 2.348 đô Về BTC đó thì giá cả cuối tuần này cũng khá là ổn định các bạn Chúng ta không hay có nhiều cái sự giao động. Giá của BTC thì cũng đâu đó hơn 63.000 đô. Khi mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã hợp đồng tương lai mở cửa ngày hôm nay thì ngay lúc đó chúng ta nhìn thấy được là có một cái sự giảm giá xuống còn 62.700 đô nhưng mà ngay sau đó đã hồi phục trở lại cái mức là hơn 63.000 đô hiện bây giờ là 63.160 và chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa của thị trường đó thì đâu đó dưới 2,5 nghìn tỷ một chút và chúng ta nhìn thấy được là BTC đã không thay đổi nhiều và phần lớn những cái ô đó thì cũng đỏ ngày hôm nay các bạn nhưng mà cũng không phải đỏ nhiều lắm. nói chung nó vẫn có xanh nhưng mà các bạn thấy được là cái đỏ thì nó nhiều hơn. nhưng mà quan trọng hơn đó là chúng ta phải chờ đợi xem coi là ngày mai thị trường chứng khoán mở cửa chúng ta mới biết được là thị trường sẽ phẩm như thế nào. đối với những cái tin tức liên quan đến giống như là chúng ta thấy là có một ngân hàng ở hoa kỳ đã sụp đổ vào ngày thứ sáu. đương nhiên ngân hàng đó đã được tiếp quản bởi fdac các bạn nghĩa là cái cơ quan tiền bảo hiểm ngân hàng của Hoa Kỳ và sau đó đã giao lại cho một ngân hàng khác thì những người mà gửi tiền đó thì họ sẽ không gặp vấn đề gì đâu nhưng mà các bạn thấy được là đương nhiên cái tiền nó phải đến từ một nơi nào đó và đương nhiên đã đến từ ngân khố của FDIC họ phải bù vào thường nhớ là khoảng 660 mấy triệu đó để có thể là hoàn cho những người mà đã bị thiệt hại trong cái vụ này và mọi người đó vẫn đang chờ đợi xem coi đây đó là một cái vụ việc riêng lẻ hay là đây là cái sự bắt đầu của hàng loạt những ngân hàng địa phương lại gặp vấn đề giống như là hồi tháng 3 của năm ngoái chúng ta bây giờ vẫn chưa có rõ có nhiều thông tin nói là cái lý do tại sao mà cái ngân hàng Republic First này thường nhớ đó là ngân hàng ở Philadelphia bị sụp đổ tại vì đây là một cái dư âm từ năm ngoái tới bây giờ họ sống sót đó là nhờ mượn tiền của Fed nhưng mà cái cánh cửa mượn tiền khẩn cấp đó đã bị đóng lại vào tháng 3 cho nên bây giờ họ mới sụp đổ các bạn không biết chúng ta phải chờ cho đến ngày mai mới biết rõ

nhìn chung sẽ phải như thế nào tại vì cái tin tức liên quan đến ngân hàng bị sụp đổ này đã, có sau khi mà chúng ta đóng cửa chứng khoán rồi và các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình thì trong tuần này đó chúng ta có một vài sự kiện lớn một tuần lại đầy bận rộn các bạn vào ngày thứ tư đó ngày 1 tháng 5 trước hết một ngày trước đó đó chính là ngày thứ ba các bạn ngày thứ ba ngày 30 tháng 4 đó cái quỹ Bitcoin và Ether ETF ở Hồng Kông sẽ bắt đầu giao dịch và chúng ta sẽ xem coi là cái dòng tiền như thế nào thường sẽ cố gắng cập nhật dòng tiền sớm nhất có thể với các bạn và chúng ta cũng thấy được là một ngày sau đó đó chúng ta sẽ có những cái báo cáo như là báo cáo việc làm đến từ công ty biên chế ADP cái này là một công ty tư nhân thôi các bạn họ là công ty biên chế nghĩa là họ giúp đỡ những cái công ty để mà xử lý lương cho nhân viên thì họ sẽ có những cái dữ liệu liên quan đến là những công ty bây giờ họ mướn người hay là sa thải người lương là như thế nào chúng ta sẽ biết cái báo cáo đó vào ngày 1 tháng 5 nhưng mà cái đó cũng không quan trọng vào ngày thứ sáu đâu các bạn tại vì thứ sáu chúng ta mới có tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta trở lại ngày thứ tư đi, ngày 1 tháng 5 đó thì ngoại trừ thông tin đó ra cái thông tin lớn nhất đó chính là quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5. Nhưng mà bây giờ đó thì phần lớn mọi người vẫn nghiêng về là chúng ta sẽ có cái thông báo là Fed giữ nguyên lãi suất cái đó cũng không có gì gọi là chúng ta bất ngờ đâu nhưng mà cái điều mà mọi người quan tâm đó chính là sau đó cái cuộc họp báo đó thì chủ tịch john paul sẽ nói gì tại vì trong những cuộc họp báo đó cách đây khoảng chừng là hai ba tháng đó thì chúng ta thấy được là giọng điệu đã mềm mỏng hơn chủ tịch john paul hầu như đã chuẩn bị để mà hạ cánh để mà giảm lãi suất nhưng mà với những cái thông tin trong vòng 3 tháng qua cho thấy được là lạm phát vẫn dài dẳng trong cái bối cảnh là chúng ta thấy là cái tình hình liên quan đến ngân hàng đang căng thẳng hơn và chúng ta cũng thấy được là lãi suất cao không những là dẫn đến người ta vay mượn ít hơn tại vì người ta phải trả cái tiền lãi cao hơn dẫn đến nền kinh tế chậm lại như là đã phản ảnh ở trong cái chỉ số GDP của quý 1 đã giảm 50% so với quý 4 thêm vào đó nữa chúng ta cũng đã từng nói đến là lãi suất cao khiến cho khi mà bộ tài chính ở Hoa Kỳ đó phải bán công trái phiếu người ta vay mượn tiền thì cái nợ công đó phải được bán với cái lãi suất cao hơn cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều các bạn Chúng ta cũng đã từng nhìn một cái meme này Nói là cái meme nhưng mà thật ra nó cũng phản ảnh rất nhiều sự thật các bạn Chúng ta nhìn thấy được là đây là một cái vòng tròn cứ lặp lại Chúng ta có thể bắt đầu từ cái thời điểm bây giờ đi làm phát cao Làm phát cao đó thì Fed sẽ tăng lãi suất các bạn Tăng lãi suất thì kỳ vọng là vẫn có hạ cánh mềm Có nghĩa là tăng lãi suất thì đẩy lùi được lạm phát Nhưng mà chúng ta cũng không thể nền kinh tế suy yếu Nhưng mà tới cuối cùng thì sao các bạn Kỳ vọng hạ cánh mềm đó đã trở thành hạ cánh cứng chúng ta đi vào suy thoái tài chính khi mà suy thoái tài chính thì dẫn đến là Fed phải giảm lãi suất các bạn nên kinh tế yếu thì lại phải nới lỏng dòng tiền nới lỏng dòng tiền dẫn đến làm phát cao và cứ như vậy các bạn chúng ta cứ lặp lại một cái vòng tròn này và câu hỏi bây giờ đó là chúng ta đang ở ngay cái phần này các bạn chúng ta sẽ có hạ cánh mềm hay là suy thoái tài chính ở trong lịch sử cho thấy đó là mỗi lần mà Fed giảm lãi suất nhanh chúng ta dẫn đến là có suy thoái tài chính tại vì sao thì cũng đơn giản thôi tại vì nền kinh tế đã yếu rồi Fed mới nghĩ đến chuyện giảm lãi suất đã quá trễ rồi các bạn lần này đó chủ tịch chọn Powell hy vọng sẽ có thể giảm lãi suất trước khi mà nền kinh tế suy yếu nhưng mà hầu như cái kỳ vọng đó không còn cao nữa khi mà chúng ta đã nhìn thấy được là GDP của quý 1 đó chỉ còn có 1.6% mà thôi và câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ có suy si thoái tài chính hay là không cho nên mọi người đã đều sẽ rất quan tâm đến cuộc họp của Fed lần này và các bạn thấy được là cho dù vào ngày thứ sáu tuần này chúng ta sẽ có cái tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ ước tính là 3.8% mà thôi giống như là tháng trước là 3.8 thì 3.8 là rất thấp các bạn nhưng mà chúng ta cũng biết là trong lịch sử đó khi mà cái phần trăm thất nghiệp tăng rồi thì sẽ rất khó để mà quản lý được các bạn giống như là phần trăm lạm phát các bạn đã thấy được là khi mà in tiền ra đó năm 2020, lúc đó Thuận còn nhớ nó rất nhiều bài báo nói là bây giờ là thời đại khác rồi, nền kinh tế tăng trưởng cho nên in tiền cũng không dẫn đến lạm phát. Các bạn có nhớ như bài báo đó hay là không? Và Thuận đã chia sẻ với các bạn là không đâu chờ đi, nó sẽ thấm vào trong thị trường rồi chúng ta mới thấy lạm phát. Cuối cùng cũng là như vậy các bạn. Khi mà lạm phát xảy ra rồi nó rất là khó quản lý. Các bạn thấy được là tăng lãi suất đó khoảng chừng là hơn một năm rưỡi rồi mới bắt đầu là thấm vào trong thị trường và lạm phát đã cũng đã giảm xuống nhưng mà sau đó lại không giảm nữa các bạn nó dai dẳng đâu đó là khoảng 3% thì thất nghiệp cũng như vậy khi mà đã có thất nghiệp cao rồi đó thì đúng đã quá muộn rồi các bạn cái gì cũng cần thời gian hết cho nên đây là lý do tại sao mà Fed muốn nghĩ đến chuyện giảm lãi suất bây giờ trong khi lạm phát vẫn còn đang cao lý do cũng đơn giản thôi tại vì họ biết giảm lãi suất rồi phải tốn một thời gian mới thấm vào trong thị trường và họ lo lắng là nếu gì mà họ giảm lãi suất quá trễ dẫn đến suy thoái tài chính như nhưng mà ngay bây giờ đó phần trăm lạm phát vẫn còn đang cao thì giảm lãi suất chẳng khác gì các bạn châm dầu dọa lửa các bạn cho nên đây là một bài toán rất là khó và ngày thứ sáu chúng ta cũng có bài phát biểu của chủ tịch địa phương phát ở Chicago là Austin Gusby và chúng ta cũng có một chủ tịch khác nữa ở địa phương New York là John Williams cũng sẽ phát biểu chúng ta không có bài phát biểu nào thường nhiều rồi tại vì họ đã đi vào cái thời kỳ blackout của bạn có nghĩa là thời kỳ này họ không có thể nói chuyện với lại công chúng cho đến khi mà có quyết định lãi suất rồi họ mới có thể có những cái cuộc phỏng vấn và phát biểu thì chúng ta sẽ bắt đầu có sau cái ngày mà công bố lãi suất vào ngày thứ tư và chúng ta cũng thấy được là cho dù bây giờ nhiều người đó có người nói là sẽ có suy thoái tài chính người nói là sẽ không đầu nhưng mà có một cách có một người mà có thể dự đoán được suy thoái tài chính một cách cũng khá là chuẩn các bạn cái phần trăm chính xác rất là cao đó là ai có phải là một thiên tài kinh tế đầu giải nobel hay là một người kỳ cựu ở trong phố wall hay không thì câu trả lời là không phải các bạn, đó chính là những cô gái bán hoa các bạn. thì trong cái clip ngắn này không có chia sẻ với các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được là cái cô này đó là một cái cô mà chuyên về bán hoa. Thì nói gì các bạn cũng hiểu rồi. thì cô này nói đó là cái khách của cô đó bây giờ đã tiếp cô ít hơn các bạn nghĩa là tiền bo ra đây ít hơn rồi và thu nhập của cô bây giờ đã giảm 60% so với cái thời điểm này năm ngoái các bạn. cho nên đây là một trong dấu hiệu là có thể chúng ta sẽ đi vào một suy thoái tài chính, <laughs> các bạn có thể cười nhưng mà đây thật sự là một trong những cái hiện tượng ở trong tài chính các bạn và họ gọi là the stripper index nghĩa là cái chỉ số của những cái cô gái mà bán vui đó thì chúng ta thấy được là những cô gái bán vui này đó thì khi mà cái thu nhập của họ bị giảm xuống khi mà khách hàng của họ ít đi đó thì đây là những dấu hiệu cho thấy được chúng ta sắp sửa có suy thoái tài chính và dùng cái chỉ số này là chúng ta cũng đã thấy được năm 2008 thì chỉ số này cũng đã cho chúng ta một cách nhìn rõ ràng hơn trước khi mà có suy thoái tài chính xảy ra và cũng giống như là năm 2022 đó thì cái sự kiện này cũng đã xảy ra các bạn cho nên các bạn có thể cười nhưng mà đây cũng là một cách cho chúng ta có một cách nhìn đa dạng vào nền kinh tế hiện bây giờ và thật ra đó chúng ta cười nhưng mà chúng ta cũng đã biết là rất nhiều thứ trên thế giới này được phát triển cũng là vì cái ngành này đó các bạn chúng ta cũng đã từng nói nó rất nhiều rồi tại sao bây giờ đó các bạn thấy được là internet nó nhanh như vậy tại vì trước đây đó cái nhu cầu để mà xem video 18 cộng nó rất là cao các bạn dẫn đến là những trang web dẫn đến là những người mà phát triển internet đó, họ phải tìm cách để có thể là cho các bạn tải video nhanh hơn tại vì đây là một cái ngành mà kiếm rất nhiều tiền thì đây là một cái ngành mà thúc đẩy cái sự phát triển của internet các bạn điều đó không thể chối bỏ được <laughs> cho nên câu hỏi là lần này có khác hay là không các bạn chúng ta phải chờ mới biết được và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ diễn đàn kinh tế thế giới các bạn chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới đó đã nói là chúng tôi chưa từng thấy nợ công lớn như thế này kể từ thời chiến tranh napoleon các chính phủ đã cần phải xem xét cách để giảm bớt nợ và áp dụng các biện pháp tài chính phù hợp mà không dẫn đến tình trạng khởi đầu của một cuộc suy thoái và cái mong nói đến đó là chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đây là cái số nợ công tăng lên của những quốc gia các bạn chúng ta được là đứng đầu chính là hoa kỳ lên tới 34,6 nghìn tỷ nợ công. Chúng ta có ngay sau đó chính là Trung Quốc các bạn 14,3 nghìn tỷ nợ công, rồi tới Nhật Bản, rồi tới nước Đức, rồi tới nước Anh, rồi tới nước Ấn Độ, rồi tới nước Pháp vân vân. Nói chung là chúng ta cũng đã từng nói tới rất là nhiều rồi. Chúng ta đang chứng kiến một cái thế giới được vận hành bởi nợ các bạn. Không những là người dân sử dụng nợ mà chính phủ đó sử dụng nợ rất là nhiều. Và đương nhiên chúng ta thấy được là khi mà lãi suất cao đó thì những cái nợ này phải được vay với cái mức giá cao hơn cũng đồng nghĩa là chúng ta thấy được là chính phủ đó phải in tiền nhiều hơn và nhiều hơn làm tiền mất giá và nếu như mà chúng ta thấy là lãi suất thấp đó thì lại dẫn đến là người dân chi tiêu nhiều cũng dẫn đến lạm phát đây là cái vấn đề nan giải của rất nhiều quốc gia trên thế giới các bạn và như các bạn nhìn thấy trên màn hình ở quốc gia nào cũng có rất nhiều nợ công thì đương nhiên thường không có cách nào để giải quyết rồi và đó cũng không phải là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây cái mà tôi muốn chia sẻ và nhắc lại với các bạn đó là đến cuối cùng cái mà có thể bảo vệ cái lực mua của các bạn khi mà các bạn cực khổ đi làm để mà kiếm tiền sau đó các bạn dành dụm tiền đó thì cái mà có thể bảo vệ được các bạn tránh khỏi làm phát đó chính là tài sản chỉ có tài sản mà thôi các bạn chứ các bạn có thể nhìn thấy được là tiền đó thì cứ liên tục được in ra đây đã là một hệ thống rồi chứ không phải là một cái vấn đề ở một thời điểm nào đó đây đã là một hệ thống vận hành của cả thế giới hiện bây giờ rồi các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái tin tức mà gây ra nhiều cái sự lo lắng ở trong dòng cả tuần qua các bạn chúng ta hôm nay đã nhận được tin tức là có hai ví crypto trong đó chúng ta có cái ví gọi là phoenix wallet và cái ví khác nữa là wasabi wallet thì hai cái ví này đã quyết định là ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Hoa Kỳ trong bối cảnh là chính phủ Hoa Kỳ đang áp những ví crypto tự quản. Riêng về Phoenix Wallet thì họ đã thông báo cho người dùng của mình về việc là cần phải rút tiền trước ngày 2 tháng 5 và Wasabi đã cũng đã ngay lập tức áp dụng chính sách mới không cho phép người Mỹ sử dụng dịch vụ. Thì cái này nghĩa là gì các bạn? Các bạn đang sống ở Hoa Kỳ hay là các bạn đang tò mò muốn biết chuyện đang xảy ra đó thì có nên lo lắng hay là không? Thì trước hết á thường không có biết hai cái ví này các bạn nói chung cũng là lần đầu tiên thường nghe hai cái ví này nhưng mà những gì chúng ta đang chứng kiến nó không có liên quan thì bây giờ ít ra không có liên quan đến những cái ví mà các bạn hay sử dụng như là chúng ta nói tới MetaMask hay là cái WeTrust Wallet hay gì hết những cái mà chúng ta đang thấy đó là những cái ví mà họ lo lắng về cái sự kiện liên quan tới Tornado Cash Thì để nhắc lại đây là một cái dịch vụ trộn tiền các bạn Thì đây là dịch vụ mà các bạn uh, mix tiền các bạn Khi các bạn gửi trên uh, blockchain thì người ta có thể theo dõi các bạn gửi từ ví nào tới ví nào Những cái dịch vụ như là Tornado Cash là những dịch vụ mà có thể trộn lẫn nhiều giao dịch với nhau Để có thể ẩn mình và các bạn rất khó để mà truy ra được là cái tiền gửi từ ví này đi vào cái ví nào Tại vì nó đã thông qua cái dịch vụ này rồi Và đương nhiên dịch vụ này là một dịch vụ mà nhiều quốc gia không có thích các bạn và ở Hoa Kỳ đó thì họ đã ban cái lệnh cấm không cho sử dụng Thrededoucast rồi và thậm chí đó những cái co-founder nghĩa là những người đồng sáng lập của Thrededoucast cũng đã bị truy cứu ở Hoa Kỳ và đương nhiên cái vụ này ra thì vẫn đang diễn ra hiện tại và cái câu hỏi thôi để chia sẻ với các bạn cái tay bài video đó cái câu hỏi cốt lõi đó chính là cái mã nguồn có được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ hay không có nghĩa là quyền tự do ngôn luận có phải là một ai đó tạo ra một cái mã nguồn tạo ra một cái giao thức mà người ta có thể sử dụng giao thức đó cho bất kỳ lý do gì và đây là một cái giao thức mà trộn lẫn tiền với nhau thì có người sử dụng tại vì họ thật sự là lo lắng có ai đã theo dõi họ họ có thể là một tỷ phú có nhiều tiền hay gì đó cho nên họ không có muốn lộ diện là mình có bao nhiêu khôi và họ sử dụng điều này để họ có thể ẩn thân hay là có một tội phạm thật sự sử dụng cái tiền này để họ có thể là rửa tiền sử dụng cách nào cũng được hết thì một ai đó làm một cái mã nguồn như vậy thì khi mà một người nào khác nó sử dụng mã nguồn này để làm chuyện xấu thì cái người mà tạo ra mã nguồn có bị liên lụy hay là không và đó là câu hỏi cốt lõi và cái mã nguồn có được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận hay là không và đây là cái sự đấu tranh ở trong tòa án hiện bây giờ và có một cái thông tin mới đã được chia sẻ đó chính là trong cái văn bản này được chia sẻ bởi Bộ tư pháp của Hoa Kỳ các bạn thì ở đây đó bộ tư pháp của Hoa Kỳ đã nói là vấn đề liên quan đến cái định nghĩa là di chuyển tiền á thì cái người mà di chuyển tiền không cần phải có quyền quản lý cái số tiền đó mà vẫn phải đi theo cái luật chuyển tiền của Hoa Kỳ. Thì để các bạn hiểu rõ hơn nên họ đưa ra một cái ví dụ, cái ví dụ này đó là họ sử dụng một cái dây USB. Thì cái dây USB đó các bạn dùng để làm gì? Các bạn dùng để mà chuyển tài liệu giữa cái máy này với cái máy kia. Nhưng mà cái USB đó cái dây đó không có lưu trữ thông tin gì hết và không bảo quản thông tin, chỉ là một công cụ để di chuyển thông tin mà thôi thì cũng tương tự những cái giao thức này ra có thể là họ không có quyền kiểm soát những cái giao dịch thông qua cái ví này giống như đây là một cái giao thức mà thôi các bạn khi mà ai đó gửi tiền thông qua cái giao thức này thì họ không biết được người đó là ai hay là dùng để làm vấn đề gì thì tại sao họ lại bị truy tố bởi pháp luật và thêm vào đó đó có phải là họ cần phải đăng ký giống như là một dịch vụ chuyển tiền hay là không thì nói tóm lại đó bên bộ tư pháp Hoa Kỳ nói là phải đăng ký tại vì họ vẫn chuyển tiền cho dù là họ không phải là người quản lý cái số tiền đó hay là biết nguồn gốc nhưng mà họ vẫn phải chịu trách nhiệm thì đây là cái vụ kiện mà đang xảy ra hiện bây giờ và đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là có một số những cái dịch vụ uh, như thường vừa chia sẻ đó thường thì không có biết rành về phoenix wallet hay là chúng ta nói tới cái uh, ví của wasabi không biết là họ có kết nối với dịch vụ trộn tiền hay không có thể là có có thể là không nhưng mà rất rõ ràng là họ lo lắng nếu như mà Tornado Thu cash thua cái vụ này đó, thì có thể liên lụy đến họ luôn cho nên uh, họ mới bây giờ áp dụng những cái quy định là không có hỗ trợ người Hoa Kỳ. Và cái vấn đề mà chúng ta đang nhìn thấy được đó là một cái vấn đề liên quan tới theo thuận là thuế. Chứ nó cũng không có phải là liên quan nhiều đến cái việc là sử dụng để mà làm chuyện xấu đâu. Tại vì ngay cả tài liệu ở trong tòa án cũng cho thấy được là ước tính là khoảng 80.000 BTC như là khoảng 2 tỷ đô la đã được sử dụng trong vòng nhiều năm thông qua cái ví Samurai để mà rửa tiền. Đây là những cái dịch vụ gọi là bất hợp pháp. Nhưng mà dựa theo cái người này ra thì ước tính là khoảng chừng 3.6% của cái volume của cái ví Samurai là liên quan đến những dịch vụ gọi là bất hợp pháp mà thôi. Còn lại 96.4% đó là giao dịch không liên quan gì đến phạm pháp hết. Nhưng mà đó, họ vẫn nói trong cái đơn kiện là họ thấy được có rất nhiều những cái giao dịch bất hợp pháp cho nên họ muốn cấm những cái dịch vụ như thế này thêm vào đó nữa đó đây cũng là một vấn đề liên quan đến chính trị các bạn tại vì các bạn đã biết là ở hoa kỳ đã có những cái luật liên quan đến cấm vận thì họ không có muốn bất cứ ai sử dụng bất cứ hình thức nào để mà trốn cái sự cấm vận đó dẫn đến là chúng ta có những cái cuộc truyền tụng như thế này và nói tóm lại đó thì đây là một cuộc kiện tụng liên quan đến một là thuế hai liên quan đến quan điểm chính trị hơn là liên quan đến gì mà họ đang nói đó chính là bảo vệ người dân cũng như là chống rửa tiền họ sẽ sử dụng những cái đó để làm một cái cớ để mà chặn những cái dịch vụ này còn về các bạn sử dụng cái ví lạnh các bạn các bạn sử dụng những cái ví cá nhân khác đó thì thực sự cũng không có gì gọi là đáng lo lắng hiện bây giờ tại vì những cái ví đó đó thì họ có thể sử dụng những cách khác để có thể kết nối cái ví của các bạn với lại danh tính các bạn là gì tại vì tới cuối cùng thuận nghĩ là thuận và các bạn đều phải sử dụng ngân hàng cho dù là lúc mua hay lúc bán đó, đến cuối cùng nếu các bạn muốn có tiền mặt thì vẫn phải thông qua ngân hàng và đó chính là lúc mà họ có thể kết nối địa chỉ ví với lại danh tính các bạn tại vì những sàn bây giờ đều cần phải có kyc cho nên đối với một người bình thường nữa hiện bây giờ thì vẫn chưa có gì để mà lo lắng nhưng mà đối với một số dịch vụ đó liên quan đến trộm tiền thì họ đang rất lo lắng hiện bây giờ và chúng ta cũng thấy được là không phải chỉ riêng Hoa Kỳ đâu trong vòng cả tuần qua chúng ta nhận được nhiều tin tức xấu chủ yếu là những cái thông tin liên quan đến cái việc uh, siết chặt lại thị trường này các bạn và để hơn chia sẻ công nghệ thuật một lát nữa sau khi mà chia sẻ một số thông tin như là đến từ Canada thì hôm nay đó Thuận đã thấy một cái post ở trên uh, Twitter các bạn ở trên X à, và người này nói là muốn mua thêm crypto muốn mua thêm nhiều đồng Solana nhưng mà lại gặp cái lỗi là đã mua đủ Solana rồi không có cho tiếp tục thu mua crypto nữa thì khi mình đọc tin tức này ra thì thuận thấy rằng cái gì đó nó không có đúng đây thuận cũng lên mạng tìm hiểu cái quy định ở Canada như thế nào và các bạn thấy được là người Canada đó thì không thể mua nhiều crypto vì họ đã bị giới hạn số lượng có thể mua hàng năm và sau khi mà tìm hiểu về quy định đó, thì đó đúng là sự thật các bạn theo quy định của cơ quan quản lý chứng khoán Canada hay còn gọi là CSD thì cư dân ở Canada ở một số tỉnh khi mà mua crypto trên các nền tảng crypto đó thì phải tuân theo giới hạn mua hàng năm là 30.000 đô Canada cho một số loại crypto và giới hạn này đó, áp dụng với tất cả ngoại trừ thứ nhất là bạn mua Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin cũng như bất kỳ tài sản nào khác mà CSD chấp nhận có nghĩa là một số những crypto các bạn mua bao nhiêu cũng được nhưng mà một số khác đó thì các bạn không thể mua nhiều các bạn chỉ có thể mua tối đa là 30.000 đô mà thôi và thuận không kiếm có danh sách từ CSA nhưng mà nhiều người các bạn thấy được bên dưới này họ báo cáo là họ gặp cái vấn đề đã mua quá nhiều những đồng như là Solana hay là đồng Link thì đó là điều đầu tiên có nghĩa là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin thì không vấn đề các bạn mua bao nhiêu cũng được nhưng mà những đồng altcoin khác đó thì không giới hạn là 30.000. Đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì là bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là bạn phải một là chứng minh tài sản, hai là các bạn phải làm trong ngành chứng khoán. Thì nếu các bạn chứng minh được hai điều này thì các bạn không có bị giới hạn bởi cái quy định này. Và điều thứ ba là nếu các bạn sống ở những cái vùng như là ở tỉnh Manitoba Alberta, Quebec, British Columbia Đây là những cái tỉnh mà các bạn sẽ không cần phải đi theo quy định này Và đây là cái thông tin đến từ Canada các bạn Và thêm nhau đó chúng ta cũng có cái thông tin Đến từ ngân hàng ở nước Nga Thì hiện bây giờ ở nước Nga họ đang thử nghiệm một hệ thống mới Nhằm theo dõi các giao dịch crypto từ năm 2023 Và hệ thống này đó Họ nói là sẽ giúp ngân hàng kiểm soát và phòng chống rửa tiền Bằng cách liên kết các giao dịch tiền fiat Như là tiền pháp định với là crypto Thử nghiệm này đó dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 4 của năm sau và có thể được gia hạn thêm và đây nhằm mục đích để mà tăng cường giám sát các hoạt động tài chính liên quan đến crypto ở nước nga và ngân hàng nga nó ước tính rằng người nga giao dịch khoảng chừng 51 tỷ USD bằng crypto trong năm 2023 thì cái mà họ nói đến đó, đó chính là họ sử dụng một số những cái dịch vụ để mà liên kết khi các bạn có cái ví crypto với lại ngân hàng họ sẽ có những cái dịch vụ để có thể biết được danh tính các bạn là ai Đương nhiên ở trên blockchain các bạn chỉ biết địa chỉ ví mà thôi nhưng mà họ sẽ có những cách để có thể liên kết khi mà bạn gửi tiền qua những cái ví và cuối cùng là đụng vào ngân hàng hay đụng vào một sàn giao dịch mà có KYC. Đó là cái mà họ nói đây và đương nhiên tôi nghĩ là cái lý do lớn đó là thứ nhất là họ không muốn tiền rời khỏi nước Nga. Thứ hai nữa là họ không có muốn người ta chống thuế. Chứ còn họ sẽ sử dụng những cái lý do như chống rửa tiền. Các bạn đây là cái lý do rất là phổ biến được sử dụng khi mà họ muốn có quy định nào đó cắt giao. Và đối với nước Nga đó thì đây là một quốc gia mà cũng rất là thú vị các bạn trong giờ bao nhiêu năm qua. Có lúc họ ủng hộ, có khi họ không ủng hộ crypto. Tùy theo là các bạn nhìn vào năm nào và thậm chí có lúc đó là trong thời gian khoảng chừng là 1-2 năm gì đó ở nước Nga không cho phép ngân hàng hỗ trợ sàn giao dịch luôn các bạn nhưng mà sau đó cái lệnh đó đã bị gỡ bỏ rồi và chúng ta có hai đơn vị đối lập với nhau thứ nhất đó chính là bộ tài chính nước nga thì bộ tài chính nước nga đó họ thiện cảm hơn với crypto họ muốn crypto có thể được chấp nhận rộng rãi tại vì sao các bạn tại vì hiện bây giờ nước nga đang gặp rất là nhiều những cái lệnh cấm vận và nước nga muốn sử dụng crypto để mà tránh những lệnh cấm vận đó để mà khởi sắc nền kinh tế cho nên á bộ tài chính nước nga thì ủng hộ crypto nhưng mà ngược lại đó ngân hàng chưa mua nước nga thì lại không ủng hộ tại vì họ nghĩ là crypto sẽ làm suy yếu đồng ở nước nga cho nên chúng ta có hai cái đơn vị đối lập với nhau và cũng đã nhiều lần đó có những cái lệnh hoàn toàn ngược lại với nhau các bạn đến nỗi mà tổng thống Putin cũng đã phải lên tiếng để mà dàn xếp được cái vụ đó. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được tại sao, tại vì một bên thì muốn sử dụng crypto cho những cái giao dịch quốc tế, nhưng mà không thể nào mà cho sử dụng crypto để mà giao dịch quốc tế mà lại không cho phép người dân sử dụng crypto thì nó không có hợp lý. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự dằn co ở nước nga cho đến bây giờ. Nhưng mà cuối cùng nó ít ra họ cũng đã không cấm rồi các bạn và tại sao tình hình bây giờ ở nhiều quốc gia đang là phức tạp như vậy liên quan đến pháp lý tại vì các bạn thấy được đây là một cái thị trường mà đang phát triển và có tiềm năng rất là lớn chúng ta hãy trở về Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó thì crypto là gì ngay cái một câu hỏi đơn giản như vậy các bạn cũng không có một câu trả lời gọi là hợp lý các bạn tại vì nếu các bạn hỏi Ủy ban chứng khoán SEC thì đương nhiên họ coi crypto là chứng khoán rồi và họ quản lý crypto tại sao mà chủ tịch Gary Gensler luôn nói tất cả là chứng khoán hết tại vì nếu ông không nói như vậy thì làm sao quản lý được tại vì ông chỉ có thể quản lý chứng khoán mà thôi. Nếu như mà các bạn hội quỹ ban giao dịch hàng hóa tương lai là CFTC thì họ lại xem crypto như là hàng hóa và họ muốn quản đến crypto giống như là Ethereum hay là Bitcoin. Nếu như các bạn hỏi cục thuế ở Hoa Kỳ đó, IRS thì họ coi crypto là tài sản và áp dụng thuế như là đối với những tài sản khác các bạn. Các bạn mà có lợi là phải đóng thuế y chang như những cái tài sản như chúng nói tới là bất động sản hay là chứng khoán và nếu các bạn hỏi bộ tài chính đó, thì họ xem crypto như là tiền tệ và áp dụng những quy định chống rửa tiền cho nên các bạn đừng nghe những gì họ nói ai cũng muốn một phần trong thị trường crypto chúng ta đã đi qua một giai đoạn mới rồi giai đoạn này đó, thì tôi không nghĩ là còn bất cứ quốc gia lớn nào nghĩ đến việc cấm crypto đâu họ đều hiểu Thứ nhất là cấm crypto không có lợi gì hết. Thứ hai là không thể cấm crypto. Cứ nhìn vào Trung Quốc đi các bạn. Họ cấm crypto từ năm 2017 thì chỉ khiến cho giá tăng từ năm 2017 tới bây giờ mà thôi. Lúc đó giá chỉ có 3-4 ngàn đô thôi các bạn. Và chúng ta được là khi mà họ cấm đào Bitcoin khôi thì những cái xưởng đào đó lại đi qua một quốc gia khác có thiện cảm hơn với đào Bitcoin khôi và dẫn đến tốc độ đào ngày lại càng tăng cao cho nên cấm không được mà nếu như mà chấp nhận đó thì phải chấp nhận một cách nào đó để cho họ có thể quản lý được và đây là cái giai đoạn mà những quốc quốc gia đó họ đang thử nghiệm xem cơ quản lý như thế nào để cho thị trường này có thể tiếp tục phát triển. Tại vì chỉ khi nào mà thị trường phát triển thì lúc đó mới mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia, mới có thể đóng thuế nhiều hơn, mới có thể là cho những công ty phát triển mà muốn thêm người. Nhưng mà có một phần của crypto này đó họ sẽ mãi không chấp nhận các bạn. Và cái này đó, tôi không nói là đúng hay là sai, tôi chỉ nói là rất rõ ràng là tất cả quốc gia họ không chấp nhận bất cứ một đồng nào hay là dịch vụ nào có thể khiến cho quốc gia đó không thể truy ra được và không có cách nào để truy ra được cái ví này liên kết với ai. Cho nên những gì vụ như là Tornado Cash hay là những cái đồng liên quan tới bảo mật mới gặp vấn đề khắp nơi đó các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thuyết, à, thật ra không có theo dõi Andrew Tate đâu các bạn, nhưng mà Andrew Tate đó là một người mà thường hay gây ra nhiều cái sự tranh cãi. Và một điều đó mà Andrew Tate luôn nói trong thời gian đây đó chính là ủng hộ Bitcoin các bạn tại vì đến cuối cùng nếu như các bạn muốn một loại tài sản mà không ai có thể tịch thu được thì chỉ có Bitcoin mà thôi và cái sự ủng hộ của những cái người mà có nhiều người follow trên mạng xã hội mà gây nhiều cái sự tranh cãi như Andrew Tate đó, thì ngoài trừ Andrew Tate chúng ta còn có Robert Kiyosaki của Rich Dad Poor Dad các bạn cha giàu cha nghèo thì những người này những người mà thường hay gây nhiều cái sự tranh cãi nhưng mà không thể chối cãi được là họ có cái lượng follow rất là lớn các bạn Andrew Tate có tổng cộng là 9.1 triệu người follow và đây là thông điệp mà Andrew thay chia sẻ thường xuyên tới chính ông Hồ Bình Khôi, Robert Kiyosaki cũng như vậy chúng ta cũng thấy được là nếu như chúng ta nói tới giá nhà ở Hoa Kỳ đó, thì giá nhà trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng lên rồi các bạn. Chúng ta thấy được là giá nhà ở Hoa Kỳ đó, năm 2016 thì trung bình là 288.400 đô, năm 2020 đó khi mà dịch bệnh xảy ra đó, thì cũng đã tăng lên tới mức là 328.900 đô và tới bây giờ đó, giá nhà trung bình ở Hoa Kỳ là 434.700 đô và cái này là giá trung bình thôi các bạn. Tại vì ở Cali hay là một số tiểu bang đó, thì giá sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn nhìn vào Wow, cái sự tăng giá này các bạn có thể nghĩ là Wow nhà tăng giá hay là nghĩ ngược lại Là đồng đô la mất giá các bạn Nhưng mà ngược lại chúng ta có thể nhìn thấy được Khi mà so sánh với lại BTC đó, Thì nhà không những là không tăng giá Mà còn giảm giá các bạn Năm 2016 đó một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ Là tốn 664 BTC Năm 2020 đó Thì tốn 45 BTC và năm nay Căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ Chỉ tốn có 6.6 Bitcoin mà thôi các bạn khi mà nhìn vào góc cạnh này đó thì nhiều khi cảm thấy được chúng ta đã đi rất là xa rồi các bạn tuy là thị trường này đó thực sự là còn rất mới trong khi mà chúng ta thấy được là những thị trường khác có cái thời gian lâu hơn rất là nhiều bitcoin chỉ có 15 năm mà thôi nhưng mà 15 năm qua đó sự phát triển thật sự là không hề nhỏ khi mà các bạn nhìn vào những con số như thế này ra chúng ta mới thấy được là wow một ai đó đã tạo ra đồng Bitcoin trên mạng các bạn. Satoshi là một người hay là một nhóm người chúng ta không biết nhưng mà sau nhiều năm các bạn, năm 2024 thì bây giờ chỉ cần có 6.6 cái đồng mà nhiều người gọi là tiền ảo trước đây đó chỉ cần có 6.6 đồng tiền ảo thôi thì đã có thể mua được một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ. Chỉ cần có 6.6 Bitcoin thôi thì đã có thể khiến cho ước mơ của nhiều người sở hữu nhà Hoa Kỳ trở thành sự thật các bạn. Chúng ta hãy nói một chút về Bitcoin Spot ETF đi thì nói chung 3 ngày cuối của tuần vừa rồi đó cũng khá là thất vọng các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cả 3 ngày tiêu ra dòng tiền âm hết và chúng ta lại bắt đầu thấy là có cái sự bán ra từ rất nhiều quỹ trong đó chúng ta có luôn cả quỹ Fidelity đi nhưng mà đến bây giờ đó thì tuy là BlackRock đã có 3 ngày có dòng tiền là không đô la nhưng mà vẫn chưa có ngày âm nào hết và tới ngày thứ sáu đó thì cái bài cuối cùng đó chính là chúng ta âm 83.6 triệu đô la chúng ta hãy xem coi là tuần này có đỡ hơn hay là không nhưng mà cho dù như vậy đó thì BlackRock vẫn chưa có bán bất cứ bịch kho nào và hiện bây giờ đó họ đang lưu trữ là 274.462 BTC và chúng ta nói tới uh, Rayscale đi họ còn 297 1.155 BTC thì chúng ta được là khoảng cách giữa BlackRock và Rayscale đã rất gần rồi. Có thể là trong vòng vài tuần nữa thôi các bạn, có thể là một hay hai tuần nữa là chúng ta sẽ có sự kiện là BlackRock sẽ trở thành quỹ Bitcoin Spot ETF lớn nhất Tại vì cho dù BlackRock không có thu vào ba ngày qua nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là tiền vẫn rời khỏi cái quỹ Bitcoin Spot ETF của Rayscale Và chúng ta nói tới Ethereum đi thì các bạn thấy được là Justin Sun của Tron đã đưa ra một cái ý kiến Đây không phải là lời khuyên đầu tư đến từ Justin Sun nhưng mà Justin Sun nghĩ là quỹ Ether sẽ không được phê duyệt vào tháng 5 Thì cái này nó cũng phù hợp với lại cái dự đoán của rất nhiều người các bạn Thì hiện bây giờ đối thuận cho dù bị từ chối cũng không bao giờ là quá bất ngờ đâu thùng đã chuẩn bị tâm lý là cái quỹ ether spot etf sẽ bị từ chối các bạn nên nhớ là cái quỹ bitcoin spot etf cũng đã tốn nhiều năm mới có thể được thông qua các bạn tốn 10 năm thì đương nhiên thì không nghĩ là ether spot etf tốn 10 năm rồi tại vì ether spot etf sẽ dựa theo cái sự chấp thuận của bitcoin spot etf nhưng mà có thể là sẽ không được thông qua vào tháng năm này đâu nhưng mà nếu như mà thùng nói sai đó mà ether spot etf được thông qua tháng năm này hoa kỳ thì đó coi như là một cái bất ngờ tốt đẹp các bạn và chúng ta có thể thấy được là Vitalik Buterin ấy, thì cũng đang gặp một số áp lực hiện bây giờ. Tại vì Vitalik chính là co-founder của Ether và gần đây chúng ta được là SEC đã muốn liệt Ether vào chứng khoán họ vẫn chưa nhưng mà hầu như họ muốn đi vào cái xu hướng đó. Và một trong cái lý do là tại vì họ nói là mạng lưới Proof Stake thì có nhiều điểm giống như là một hợp đồng đầu tư hơn là mạng lưới Proof Work thì bây giờ đã nhiều người nói là tại sao Ether lại chuyển từ Proof Work thành Proof Stake thì Vitalik cũng đã phải đứng lên để mà À, bảo vệ cái quyết định của Ethereum thì bà Tha nói là tại vì mạng lưới Proof Work đó thì vẫn có nhiều cái lỗ hỏng liên quan đến phi tập trung tại vì dẫn đến là đào Ethereum nó rất là tập trung trước đây tại vì những cái kho đồ họa để đào đó rất là mắc và rất là khó mua và dẫn đến là có rất nhiều những cái xưởng đào lớn đó họ có rất nhiều những cái cơ động hỏa đó cho nên cái tốc độ đào tập trung của những cái xưởng đào lớn thêm vào đó nữa đó ngay cả những cái pool đào cũng rất là tập trung tại vì trước đây đó khi mà vẫn còn đào thì các bạn thấy được là những cái pool lớn đó thì họ sở hữu rất nhiều những cái hash rate giống như là spark pool sở hữu là 33%, ethermine là 21% và f2 pool là 11% cho nên hệ thống proof work đó thì có một cái lỗ hổng rất lớn đó chính là nó khiến cho hệ thống ngày càng tập trung hơn và rất là tốn kém trong khi proof work đó, thì sẽ có thể khiến cho mạng lưới phi tập trung hơn và không có tốn kém nhiều năng lượng thì đây là cái sự chia sẻ đến từ và tha lời các bạn thật ra ra chúng ta cũng biết là hiện bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào một cái cuộc chiến rất lớn giữa consensus và SEC tại vì consensus đã không ngồi đợi SEC mà họ đã kiện SEC và muốn biết Ether có phải là chứng khoán hay là không Và cái vụ này nó sẽ kéo theo nhiều năm các bạn Chứ không phải là chúng ta sẽ biết kết quả nhanh chóng đâu Nhưng mà chúng ta ít ra đó thì cũng đã không ở cái thế bị động nữa Chúng ta đã ở trong cái thế chủ động rồi Và các bạn có biết là ở trong thị trường công nghệ đó Thì có một cái nhóm gọi là Paper Mafia hay là không Thì cái nhóm này là bắt nguồn từ những người mà họ đã cùng nhau tạo ra PayPal trước đây các bạn và sau này đó họ lại là những người mà đứng đầu của những công ty khác sau khi mà họ đã bán PayPal rồi các bạn thấy được trong đó chúng ta có Elon Musk cũng là người mà đã cùng với lại Peter Thiel và nhiều người khác tạo ra PayPal các bạn Elon Musk trước đây tạo ra PayPal và muốn PayPal trở thành một cái ứng dụng tài chính có tên là x.com cho nên bây giờ chúng ta mới thấy được là Twitter sau khi được mua bởi Elon Musk mới đổi thành X. Tại vì Elon Musk muốn thực hiện cái ước mơ trước đây của mình để mà có một cái hệ thống tài chính và và sắp sửa ra mắt cái ví điện tử của X. Và bên cạnh Elon Musk đương nhiên đó chính là Peter Thiel các bạn. Peter Thiel bây giờ là một tỷ phú và chăm vốn cho rất nhiều dạng lớn như là Facebook. Và chúng ta trở lại cái hình này đi thì các bạn thấy được là chúng ta có Reed Hoffman sau này đã trở thành người để mà tạo ra LinkedIn. Chúng ta có người này đó cũng tạo ra Yelp, YouTube Chúng ta có Palantir, chúng ta có Slide, Kiva, Jenny, Swear. Nói chung là rất là nhiều người xuất phát từ cái nhóm này đã tạo ra thị trường công nghệ mà chúng ta biết ngày hôm nay. Và thông chia sẻ thông tin này đó thì các bạn có biết là bây giờ đã có một nhóm họ gọi là Ethereum Mafia. <laughs> Tại vì cái nhóm này là những người mà đã cùng nhau tạo ra Ether trước đây. Các bạn thấy được là bà liệt tự nhiên vẫn còn ở Ethereum. Nhưng mà chúng ta thấy được là Charles Hodgkinson trước đây là co-founder của Ether thì sau đó rời khỏi Ether tạo ra Cardano. Chúng ta có Gavin Wood tạo ra Polkadot chứ đây cũng là một phần của Ethereum các bạn và Joseph Lubin bây giờ là người đứng đầu của Consensus công ty mà vừa kiện SEC và nhiều những người khác như các bạn nhìn thấy là Jack Wallet thì Anthony Delorio là cũng đến từ Ethereum các bạn sau đó tạo ra Jack Wallet thì chúng ta cũng đang thấy một cái hiện tượng tương tự đang xảy ra cái nhóm mà tạo ra Ether, Ethereum Mafia bây giờ lại trở thành một cái nhóm người mà cũng đứng đầu nhiều dự án khác nhau trong thị trường này tôi cảm thấy thú vị cho nên muốn chia sẻ với các bạn mà thôi thường cảm thấy là có cái sự tương quan với nhau rất là lớn. <laughs> và Elon Musk cũng đã thông báo là sẽ đầu tư 10 tỷ đô la các bạn, 10 tỷ đô la vào trí tuệ nhân tạo và nói là Tesla sau này sẽ là một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo chứ không phải là chỉ riêng làm xe điện nữa. Đó là cái xu hướng mà Tesla muốn tiến tới và chúng ta cũng có những thông tin khác như là liên quan đến yoga Labs các bạn thì đáng tiếc cho dù là mọi thứ cũng đã ấm trở lại trong thị trường này rồi cho dù là nhiều đồng cũng đã có sự hồi phục nhưng mà đáng tiếc thị trường nft đó thì vẫn chưa có sôi động lắm các bạn chúng ta cũng nghe có một số ngoại lệ là có những cái crypto hơn nft được bán với giá cao nhưng mà đó là ngoại lệ thôi các bạn cái giá sàn của những nft đó bây giờ vẫn còn rất là thấp và không có sự hồi phục giống như là những cái crypto khác và chúng ta thấy được là công ty Yoga Labs thì công ty này là công ty đứng sau lưng Bo F Club cái bộ sưu tầm mà có những cái con khỉ mà họ lái du thuyền đó các bạn thì họ đang tiến hành tái cấu trúc công ty do sự thay đổi của thị trường mỗi lần mà các bạn nghe cái từ tái cấu trúc công ty nghĩa là sa thải nhân viên đó các bạn và CEO Grace Solano đã thông báo là đã sa thải một số nhân viên và cho biết công ty đã mất cái tinh thần sáng tạo ban đầu vì quy trình công ty rome ra và solano đã thực hiện các bước tái cấu trúc bằng cách là bán hai dự án là hb mtl và legends of the mara cho nhà phát triển trò chơi faraway và hiện đang tập trung phát triển dự án Metaverse của OrderSide. Thì nói chung là chúng ta được là có rất là nhiều những cái sự hào hứng đến từ Metaverse của OrderSide và có thể sử dụng những cái NFT của Bored nhưng mà tới cuối cùng dự án đó nó cũng không đi đến đâu các bạn. Và hiện bây giờ công ty vẫn không bỏ cuộc, họ vẫn sẽ tiếp tục phát triển nhưng mà họ sẽ bán đi một phần công ty và sa thải nhiều nhân viên. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta cùng nhau xem coi là cái account trung bình giá trong tuần này ra sao rồi. Thì chúng ta đã thấy được là Rapper Eminem bây giờ đã trở thành khu mặt đại diện cho sàn crypto.com như là em anh em sẽ thay thế Matt Damon Matt Damon là cái người mà đại diện cho crypto.com các bạn Matt Damon là một trong những cái diễn viên của rất là nổi tiếng nhưng mà em anh em nó bây giờ sẽ thay thế Matt Damon và chúng ta bây giờ hãy nói tới cái account demo mà chúng ta cũng đã cùng nhau tạo ở trên khối các bạn. Và các bạn hãy nhớ là account này chúng ta đã cùng nhau tạo vào tháng 4 của năm 2022 các bạn. Lúc đó đó thì giá Bitcoin là khoảng chừng là 46.000 đô và lúc đó đó thì một Ethereum là khoảng 3.500 đô. Và sau đó các bạn thấy được chúng ta cũng đã trung bình giá mỗi tuần 100 đô về Bitcoin, 100 đô về Ether. Không có biết thị trường ra sao, không có biết là chúng ta có tin tức xấu như thế nào và giá đã đi xuống tới mức là 15.000 đô cho một BTC rồi sau đó hồi phục cho tới bây giờ thì chúng ta bây giờ đã thấy được là cái account này đã đang có lại tổng cộng là 108.5% là các bạn chúng ta cũng thấy được là account này đã có lại khi mà giá Bitcoin năm ngoái trở về 20.000 đô đã bắt đầu có lãi rồi chứ không cần phải đợi đến bây giờ tại vì sao tại vì chúng ta đã có một thời gian trung bình giá mức thấp thì khi mà các bạn trung bình giá nó giá xuống các bạn càng trung bình giá thì cái giá trung bình càng xuống khi mà giá trở lên các bạn không cần phải đợi tới cái lúc mà giá trở về cái mức cũ các bạn mua mà chỉ cần là trên mức trung bình thôi là các bạn đã có lời rồi. Đó chính là hiệu quả của trung bình giá và đương nhiên chúng ta thì rồi trung bình giá thì bây giờ có lợi nhuận là 100 là 8.5% thì cái lợi nhuận này là cái lợi nhuận của cả cái danh mục luôn các bạn chứ không phải là một lệnh hay là một phần của danh mục cho nên trung bình giá nó có cái hiệu ứng là khi các bạn trung bình giá dài hạn đó thì cái số tiền ngày càng lớn hơn và cái phần trăm có lời đó có thể các bạn so sánh có thể là không bằng khi mà các bạn đầu tư vào một thời điểm nào đó hay là một đồng nào đó nhưng mà chúng ta đang nói đến là cái phần trăm có lời này là nguyên một danh mục khi các bạn trung bình giá dài hạn dẫn đến là các bạn có lời rất là nhiều nếu như như mà thị trường phát triển như các bạn mong muốn và chúng ta thấy được là ngay bây giờ đó thì chúng ta đã thấy được là cây cao này sau thời gian 2 năm trung bình giá chúng ta đã có 44.616 đô trong đó đó thì 23.000 đô 225 đã là tiền lời rồi các bạn và chúng ta hôm nay đó cũng như là thường lệ sẽ cùng nhau trung bình giá Bitcoin và Ether và từ khi trung bình giá tới bây giờ rất rõ ràng là các bạn nhìn thấy được là Bitcoin có lời nhiều hơn 132% trong khi Ether chỉ có khoảng chừng là 85% mà thôi. Thì chúng ta bây giờ hãy cùng nhau chung bình giá cao đa màu này. 100 đô và Bitcoin thì ở mức giá hiện bây giờ là 63.190. Thì chúng ta chỉ có thể mua được là 0.001584 BTC mà thôi. Thôi sẽ bấm submit các bạn. Tại vì giá BTC bây giờ đang cao rồi. Trung bình giá nó có hiệu quả tốt hơn khi mà giá ở mức thấp. Chúng ta sẽ bấm add transaction thì coi như cũng đã trung bình giá xong cho Bitcoin tuần này trong refresh lại để mà kiểm tra các bạn thì uh, chúng ta cũng đã chung mình giá xong tuần này đối với Ether đó thì cũng tương tự chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Ethereum và Ether bây giờ mức giá là 3.259 thì 100 đô chúng ta có thể mua được 0.03068 Ether tôi sẽ submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này cho Bitcoin và Ether và chúng ta cũng sẽ cùng nhau để mà tiếp tục trung bình giá tuần kế tiếp và cái mà tôi muốn cho các bạn thấy được là chúng ta tiếp tục trung bình giá từ cái thời điểm downtrend của mùa vừa rồi mãi cho đến uptrend của mùa này đó thì chúng ta có lợi nhuận tổng cộng là bao nhiêu khi mà chúng ta chỉ chung bình giá vào những đồng lớn mà thôi và các bạn có thể nhận ra được là những đồng như đồng bitcoin và ether thì vẫn có thể cho các bạn những cái phần trăm lợi nhuận ba con số như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều đã dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn